Trận người tập tục róc thịt người chết thời cổ đại. Một nghiên cứu mới thông qua khám nghiệm hài cốt tìm thấy ở quần đảo Orkney thuộc Scotland kết luận rằng dấu vết chặt nhỏ và cạo cọt là bằng chứng cho tập tục phanh thay róc thịt. Các học giả cho rằng việc mổ xác người chết cách đây 6.000 năm nhằm xóa bỏ những trạng cá nhân của họ bởi theo quan niệm của người thời cổ đại tổ tiên được xem như tập hợp chung. Ngoài ra, việc chặt xác và chôn chung còn giúp người trên đảo giảm bớt tốc độ phân hủy khác nhau của xác. Nghiên cứu về tập tục chung cất ở Orkney, thời đồ đá do tiến sĩ Rebecca Crozier ở Đại học Philippines tiến hành. Crozier là một chuyên gia về xương người, khảo cổ pháp y và phân tích nghĩa trang. Quần đảo Orkney là nơi tồn tại ít nhất 72 ngôi mộ, có niên đại xa nhất là 4.000 năm trước công nguyên. Công trình của Rozier tập trung vào hai ngôi mộ cổ ở Quantenes và Quenes, bao gồm phân tích kỹ hơn 12.275 mẫu xương khai quật trước đây. Những nghiên cứu của các nhà cổ học trước đó phát hiện bộ xương của người chết nằm trộn lẫn ở hai mồ chôn thay vì để nguyên vẹn. Họ kết luận những bộ xương bị hỏa thiêu hoặc chôn vùi sau khi lấp mở và cơ bắp phân hủy. Tuy nhiên, trong nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học khảo cổ, tiến sĩ Crozier tìm ra bằng chứng cho thấy những xác chết trương phình được đưa tới mộ, nơi người đưa tang chia nhỏ xác, tróc cửa bắp và chất béo ra khỏi xương trong nghi lễ huyền đáo. Crozier sử dụng phương pháp mang tên hệ thống phân đới cho phép các nhà khảo cổ học tạo dựng một cơ sở dữ liệu chi tiết về những bộ hài cốt nhằm rút ra điểm chống nhau giữa dấu vết tìm thấy trên xương. Không chỉ nhận thấy các bộ xương bị đập thành nhiều mảnh, Roger còn phát hiện 40 trường hợp có lỗ hỏng, chứng tỏ đoạn xương chịu lực đập mạnh từ vật cứng. Trong đó, một chiếc xương bị đập hai lần với công cụ bằng đá. Roger còn phát hiện 10 mẫu vật hằng trỏ vết cắt, 19 mẫu vật có vết chặt và 3 mẫu vật có dấu vết cạo gọt đây là bằng chứng cho tục phân thay xác chết có chủ ý theo proser việc phân thay là một cách để biến đặc điểm cá nhân thành đặc điểm tập thể và đưa người chết vào tập hợp hài cốt không thể nhận dạng